Rồi Vũ mến chào các bạn. Hiện tại thì mình đi trên gần ngã tư Tân Hưng nha các bạn. Hôm nay mình quay bán một chiếc máy cày cho anh Linh ha, ở gần ngã tư Tân Hưng. Thì anh kêu bán cái chiếc này là 530. Xe thì nhìn thấy cô gáo sạch sẽ nha các bạn. Giờ để mình quay một vòng cho các bạn xem nha. Đó là cái bề bên ngoài nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu vô chi tiết nha. Cái vỏ sau này là nó là thông số đó là 18.430 ha. Mâm bọng này thì sơn lại còn rất là đẹp luôn. Nhìn gai các bạn biết rồi ha. Đây là bên trong già nè. Vỏ này là của Otani luôn nha. Còn này là vỏ trước nè, vỏ trước của DGC 13.620. Lên mâm lớn ha. Nó có tục bô luôn nha. Đây là cầu của em nó nè. Rồi bây giờ mình qua phía bên đây ha. Này máy là chắc làm rồi ha. Mình còn mới luôn hả? Mình mới luôn nha các bạn. Cái kính này anh ship anh dẹp vô không? Đây là bên đây. Hai vỏ sau thì còn gầy còn rất là đẹp luôn. Khỏi chê. Bơm bọng nó còn bình thường hết anh. Bơm bọng nó còn hoạt động bình thường hết nha các bạn. Rồi đem giả lên thử coi. Cái này nó
nó ấy không, cái đầu nó phá lại ha, bởi vì cái belly wood nó này nó phá chỗ này, ở ngoài kia lần có cây ngoài kia. Đây này, cái dòng này dòng 5 bình dầu nằm đây, xe này thì trước hết là mình nhìn thấy là khô ráo sạch sẽ nha các bạn, khô ráo sạch sẽ nha. Kèn xi nhan còn đầy đủ luôn hả? Đầy đủ hết. Kèn xi nhan đầy đủ nha các bạn. Đạp đạp mấy cái ơi, đạp đạp mấy cái ơi. Máy còn nghe dàn hơi cũng giữ nha các bạn. Đó, có đây có dàn đèn trên luôn ha. Cháy bóng. Đâu rồi, đó, cháy hai bóng rồi. Tắt rồi, tắt rồi. Đó đó, đúng rồi. Đèn càng này đủ hết nha các bạn. Là xe này có giấy luôn không? Xe con này có giấy không? Có giấy luôn không? Xe có giấy luôn nha các bạn. Rồi tắt đi, tắt đi. Đó, rồi bây giờ thì mà nãy giờ mình quay một vòng cho các bạn xem rồi đó. Đó, xe này thì ảnh nó kêu là chiếc này ha, chiếc này kèm với cái dàn xới là 2m4. Là giá là 225 triệu nha các bạn. Đó, còn anh em còn thương lượng nha. Rồi bây giờ để mình vô mình quay cái dàn xới cho các bạn xem. Chiếc này thì mình nhìn thấy thì bốn cái vỏ thì còn ok, vỏ sau còn ngon hơn vỏ trước. Vỏ trước thì này chạy cũng còn lâu lắm. Còn máy thì nãy giờ quay cho các bạn xem đó, khô ráo sạch sẽ. Máy thì hồi anh mua lại tới giờ thì anh chưa có đụng tới ha. Đùi bọng nó khô eo, đùi bọng nó khô sạch sẽ. Dạ. Rồi bây giờ mình vô mình quay cái dàn xới. Đất đây giờ nó lạnh quá rồi, nó xe nó nặng khác. Dạ. Nặng khác quá rồi đi lúng rồi cài cài cái rồi nó đi. Dàn xới này thì anh nói là phụ tùng là mua là của chú Ba Quang về anh em về cơ khí xưởng cơ khí trên đây lắp ráp ha. Chứ mình không có mua thẳng luôn. 2m4. Đây hơi tối ha các bạn, nhưng mà nhìn này sơ sơ các bạn cũng đoán được. Chưa mòn, chưa xài hết sắt răng nữa. Răng nó còn chưa có mòn nữa. Mình đây nặng quá rồi, cái cua tôi về tôi chạy rồi nó bẻ. Cái tùy dùng đất ha. Trong cái này anh chạy xe nhỏ, xe nhỏ êm hơn, dễ chạy hơn. Hộp sọ này trên thấy bầu không? Sọ lớn. À, 2m4 lớn à. Hình như là cái dàn này thường thường là 2m4 là lớn hết cỡ hả ta? Đúng rồi, mình đây là xài 2m4. Lết là tấm lết inox luôn nha các bạn. Rồi cái mình nhắc lại một lần nữa là cái chiếc máy cài với cái đầu với cái dàn xới nha các bạn. Dàn xới 2m4 ha, là anh kêu giá là 225 triệu ha, anh em còn thương lượng nha. Rồi có gì số điện thoại của anh mình để trên cái tựa đề nha các bạn. Rồi thôi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình. Rồi, bye bye các bạn.